Thank you.
dậy đi. Gì ai? Sao ơi, sao ơi? Ê. Sao ơi? Mất rồi, dậy mất rồi. Dậy dậy. Sao không? Thằng này nó đói quá, nó lả đấy. Mày đây chờ ấy. Okay. Tao đi mua đồ ăn cho nó. Dậy đi. Cú em là kia sắp về rồi. Dậy đi. Mở mắt ra. Dậy sao không? Mở mắt ra mà. Dậy. Thằng kia sắp về rồi mà. Lù thế. Đấy lên. Dậy. Sao không? Đói. Đói à? Tí nữa nha, thằng kia đang đi mua đồ ăn rồi. Kìa lâu thế. Sao không? Đói à? Đói. Sao không? Đói à? Đói nha, thằng kia sắp về rồi. Ui nha. Đây thằng kia về rồi kìa. Kìa, kìa. Sắp rồi, sắp rồi ăn rồi. Nhanh lên mày làm gì lâu đấy. Lấy nước cho nó uống đi. Đây. Cho nó dựa vào này, uống dễ hơn này. Uống từ từ thôi, sặc. Mở bánh mì ra cho nó ăn đi. Chắc nó đói lắm rồi đấy. Nó ăn đi. Này ăn đi. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Còn ăn nữa không? Ăn được không? Ăn no rồi. Sao không? Nhà ở đâu ấy? Có cần bọn anh đưa về không? Khỏe chưa? Khỏe hẳn chưa? Để đi về đây mày. Đây lại để đây nhá. Lấy bánh mì để đây. Ờ nha. Đi về cẩn thận nhá. Đi cẩn thận nhá.